bằng đầu kéo giật dây này cực kỳ là dễ các bác ạ. Em sẽ cắt thử luôn cho các bác xem nhá. Đây ạ, rất là luôn ạ, rất là nhanh luôn. Bác sẽ cắt thử cho các bác tiếp theo này. Cực kỳ dễ dàng luôn các bác nhá. Đây. Bây giờ em đi đường bên Nhã Nam nhá. Em đang ở bưu điện nè, qua đèn xanh ở đó chưa? Ôi dồi ôi, ngọt quá luôn các bác ạ. Quá là ngọt luôn. Những cái cành to như thế này. Và đây là một chiếc kéo giật dây và kèm theo cả xào như thế này. Và nếu như cắt ở trên cao thì như thế nào ạ? Cắt ở trên cao các bác có thể cắt cành to bằng cổ tay thoải mái cho em luôn. Đây là em test thử nhé. Quá là dễ rồi. Ok, ok rồi. Đấy, và bây giờ thì với những chiếc đầu kéo này thì các bác đang cần loại nào? Hiện tại bên em đang giảm giá cực kỳ là sâu luôn. Một chiếc đầu kéo và kèm theo cả những chiếc xào như này. Đây là chiếc kéo nhà em sử dụng 10 năm rồi nhé. Nhà em dùng đây là loại cao cấp số 1 đấy. Dùng cả chục năm rồi đấy. Còn với một chiếc kéo mới đây ạ. Và đây là một cái đầu xào cực kỳ là tiện lợi. Các bác có thể là sử dụng để treo chim, để cưa cành, lắp cưa vào đấy. Và hôm nay với một chiếc đầu kéo thì nó có nhiều loại. Ví dụ đầu kéo đen xịn này nhé, là nó không có lưỡi cưa đâu, hàng công ty chuẩn đấy. Nhưng mà cái lưỡi cưa là lưỡi cưa rời. Em sẽ mua thêm để tặng cho mỗi anh một cái khi các bác anh nhà mình đặt chiếc kéo đầu đen này. Đây các bác anh nhà mình cái này thì đây nhá, các bác cho vào đây. Đấy, nó sẽ có ốc chót hết rồi các bác anh nhà mình chỉ cần cho vào luồn vào là được thôi. Chiếc đầu kéo dây đen này. Nhà em thì hiện tại đang có cả kéo giật dây và kéo cắt pin giữ quả trên cao. Thì giới thiệu luôn tới các bác là chiếc kéo đây ạ. Chiếc kéo này. Em báo giá luôn tới các bác các anh nhá. Cái này thì nó đang có rất chi là nhiều loại. Một chiếc kéo bình thường nhất ý, hiện tại là em bán cả đầu kéo cả xào này. Nó rơi vào là 330.000. Đấy, còn các bác các anh nhà mình mà có một loại cũng hơn một tí là 350. Còn không thì sẽ rơi vào tầm độ 400.000. Là các bác anh nhà mình sẽ sử dụng được một con kéo ok nhé, như con kéo này. Đấy, con kéo này em báo giá luôn từ các bác. Hôm nay các bác anh nhà mình mua ấy, một đầu kéo và một xào là em báo giá luôn với các bác anh nhà mình là 400, em giảm giá còn 350. Là loại tương đối cắt là ngon rồi. Đấy, gọi là kéo xào giật, một kéo đi theo một xào. Cái này bên trong nó có bộ ghim vít này và tặng theo kèm một lưỡi cưa bò ở bên trong như thế này. Đấy, và con này cũng là trung bình thôi các bác anh nhá, trung bình. Con để mà nói và xịn như con kéo mà em đang dùng 15 kìa các bác kìa, là con kéo kia. Em dùng em thấy nó ok quá. Và mỗi chiếc xào là xào 5m. Em sẽ kéo dài ra 5m chiếc đầu xào cho các bác anh nhà mình được xem nhá. Cái xào này kéo dài ra được các bác ạ. Đây, vặn cái ốc này. Đấy, cứ thế là kéo dài ra thôi. Các bác có thể kéo độ cao 4-5m. Và nếu như các bác muốn dùng con kéo xịn này các bác này, thì em sẽ cầm cái đầu kéo xịn kia cho các bác anh nhà mình được xem. Đây, đầu kéo xịn bên trên kia, đầu kéo đúng không? Đây đầu kéo xịn này các bác này. Đây chính là cái đầu mà em đã sử dụng hàng chục năm rồi đây các bác anh nhá. Đấy, con đầu kéo này thì em đang gửi từ các bác cả xào cả kéo là 600.000 đồng. Chưa một kéo bền vô cùng luôn, cắt cành to đùng cho em. Còn đối với cái kéo xịn đầu đen mà em tặng theo các bác lưỡi cưa như thế này các bác anh ạ. Tặng kèm được lưỡi cưa thì hiện tại nó đang có hai loại. Đấy, một loại thì là 400 cả xào. Còn có một loại là 500, loại xịn nha các bác anh nhá. Đấy, và để mua được những chiếc kéo xịn như thế này thì các bác anh nhà mình nhớ đến với tổng kho dụng cụ làm vườn bên em nhá. Bên em sẽ có rất chi là nhiều loại và nhận gửi miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đầu kéo tặng kèm theo lưỡi cưa, đi kèm theo xào 5m như này, để các bác anh nhà mình làm mọi thứ cắt giật giữ quả trên cao. Qua video ngắn này, bác nào anh nào mà muốn mua những chiếc kéo giật, những chiếc kéo ghim giữ quả trên cao như trên đây, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên đơn vị em qua đầu số điện thoại trên màn hình để em miễn phí ship nhé. Cắt một lúc thì được khá là nhiều luôn, cắt nhanh, cắt dễ lắm các bác ạ. Đấy, bác nào đã dùng rồi thì biết. Đấy, video này là một video ngắn nhá. Mua hàng nhớ gọi trực tiếp cho em và kết bạn Zalo để em gửi mẫu cho bác xem từng mẫu một nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Chào và hẹn gặp lại các bác. Nhớ đăng ký kênh này của em để xem rất nhiều sản phẩm hay các bác nhá.